Sáng ngày 29 tháng 1 năm 2021, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp được trọng thể tổ chức tại Chùa Biểu Quang, thành phố Sa Đéc, dưới sự chứng dự của Ban chứng minh, Ban trị sự và các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Trơn Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết. Năm 2020 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 8, 2017-2022. Kể từ khi Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công tốt đẹp, Hòa thượng chỉ đạo các vị trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thành lập ban nhân sự, ban nội dung, ban hậu cần để hoàn thành các công tác, tiến hành đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện các công tác tuyên truyền sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021. Thượng tọa Thích Trơn Tâm, tránh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020. Năm 2020, Trung ương Giáo hội đã chuẩn y bổ sung hai chức danh Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đối với Thượng tọa Thích Thiện Xuân và Đại Đức Thích Trơn Chí. Công tác từ thiện của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đạt gần 41 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các công tác Phật sự chuyên ngành cũng đạt được nhiều thành tựu và hoạt động thích hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trơn Tâm đã thay mặt Ban Thường trực trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm tránh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thay mặt Ban Thường trực, tuyên đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho 12 tập thể và 42 cá nhân đạt thành tích trong công tác Phật sự điều hành giáo hội và an sinh xã hội năm 2020. Tuyên đọc công văn quyết định do Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ấn ký ngày 25 tháng 1 năm 2021, căn cứ vào phiên họp liên tịch ngày 22 tháng 1 năm 2021 giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc suy cử bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 8 2017-2022. Quyết định số 061 quy đề HDTS, phân công thượng tọa thích tĩnh triệt đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 8 2017-2022. Nhân dịp trước thềm năm mới xuân tân Sửu 2021, hòa thượng thích phước thông đã tuyên đọc thư chúc Tết tân xuân của đức pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni Phật tử. Chư tôn đức đại diện các ban ngành cùng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, phân ban ni giới, trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp đã chúc tết đến chư tôn hòa thượng chứng minh, hòa thượng thích trơn minh, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự, chư tôn đức phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Trơn Minh thay mặt Ban Chứng minh, Ban trị sự ghi nhận tán thán công đức của Ban trị sự, nhắc nhở mỗi thành viên ban ngành ban trị sự cần noi gương các bậc tiền bối, luôn đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, tinh tấn tu hành, đưa Phật giáo đồng Tháp phát triển vững mạnh.